Tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại các tỉnh Việt Nam từ cuối tháng 4 đến nay có diễn tiến đáng lo ngại. Nhiều địa phương ghi nhận bệnh tay chân miệng tăng cả về số lượng ca bệnh lẫn số ca nặng. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 325 ca tay chân miệng. So với cùng kỳ, số ca bệnh giảm gần 60%. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là số ca bệnh nặng chiếm đáng kể. Trong số 325 ca bệnh tay chân miệng ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu có đến gần 40% ca bệnh có dấu hiệu cảnh báo trở lên. Trong số này có 5 ca bệnh nặng chuyển bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Các chuyên gia y tế nhận định dịch bệnh tay chân miệng năm nay dự báo diễn biến khó lường do có sự xuất hiện của virus EV71. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, cả hai mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhi tay chân miệng mức độ nặng được xét nghiệm đều là virus EV71. Trước diễn biến có chiều hướng phức tạp của dịch bệnh tay chân miệng năm nay, ngành y tế khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ chủ động phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ theo khuyến cáo của ngành y tế để hạn chế thấp nhất những rủi ro do dịch bệnh tay chân miệng.